Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội thi, em tên là Lưu Thủy Hân, học sinh lớp 3A trường tiểu học Linh Thông. Hôm nay em rất vinh dự được tham gia kể chuyện Bác Hồ, chủ đề về anh bộ đội cụ Hồ. Lời đầu tiên em xin được kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội thi hồi lời chúc sức khỏe, chúc cho hội thi câu chuyện hôm nay em muốn gửi tới hội thi mang tên Chúng mình cố học thì cũng giỏi như anh ấy. Chuyện kể rằng ngày con kháng chiến sang Lào, có nhiều thanh thiếu niên được gia đình gửi đi theo giúp việc Bác hoặc đi bộ đội. Những người này sau lòng hằng hải, sau cũng chưa am hiểu gì nhiều, có ai chưa biết đọc, biết viết. Bác Hồ lại tranh thủ dạy học, tập đọc, tập viết và kể việc tự học mà làm lên cho họ nghe. Mấy tháng đầu, con nhiều anh chị cứ cấm sách lên là ê à, được dám 10 phút là buồn ngủ. Rồi tập viết có chị còn không phân biệt được chữ L và chữ N, tiếng B và tiếng bấm này mà quá, hay chị muốn bỏ học thôi. Biết thế Bác hỏi cháu về quê hay đi công tác nữa đây, thì thưa Bác, cháu chỉ muốn đi theo Bác cùng các anh các chú kháng chiến thôi ạ. Thử cán bộ nghệ tế trong đó có đoạn viết nhờ được Bác dạy nên đã làm được nhiều việc được các chiến khen ngợi. Bác đưa cho các chiến sĩ bảo vệ cùng xem và nói thêm, người viết thư này là một cán bộ rất giỏi, được đoàn thể tín nhiệm. Anh em bảo nhau, chúng mình cố học giỏi như anh ấy. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội thi, câu chuyện trên đã giúp em nhận ra được một bài học. Muốn thành công cần phải chăm chỉ học hành, biết bao người nhờ học và tự học mà tên tuổi của họ làm nên lịch sử ghi danh. Hồ Chí Minh với đôi bàn tay trắng ra đi từ bến cảng Nhà Rồng, nhờ học tự học họ đã trở thành những bậc thiên tài. Hay như mục sư Bất Kỳ với cả một thời trong gian khổ nhưng tinh thần học, ông đã trở thành một đại văn hào hà và rất nhiều những tấm gương khác nữa như Lê Quý Đôn, Mạc Linh Chi, Nguyễn Hiền. Nhờ học đại học họ đã trở thành những bậc thiên tài làm rạng danh gia đình quê hương đất nước. Với bản thân em, việc học học chưa bao giờ là dễ dàng, nó đòi hỏi lòng quyết tâm, sự kiên trì và cả niềm đam mê nữa. Bởi khi ta quyết tâm ta sẽ không lùi bước, và khi ta kiên trì tìm thấy tri thức ở khắp nơi. Là một học sinh dưới mái trường tiểu học Linh Thông, em luôn tự nhủ với lòng mình rằng phải chăm chỉ học hành, chăm chỉ đọc sách, chịu khó tìm hiểu thông tin qua báo, đài, mạng internet, đặc biệt luôn luôn thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành một công dân có ích cho đất nước. Càng đọc những câu chuyện về Bác, càng tràn dâng trong em lòng kính yêu vô bờ bến với Bác. Em xin gửi tới hội thi bài thơ Hứa Với Bác. Hứa với Bác kính yêu,
chỉ học và hành khó khăn hạn chế, chúng cháu luôn quyết chí hứa với bác ơi sẽ luôn luôn xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh. Vâng, những phần thơ trên đã khép lại phần thi kể chuyện của em. Một lần nữa em xin kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng tập thể hội thi một lời chúc sức khỏe, chúc cho hội thi thành công rực rỡ. Xin được chúc mừng phần dự